cây duối khai thác. À đâu, đúng rồi, duối. Nhiều khi cái nước ra của nó giống cây cơm nguội. Mình lần. Mở hàng chưa ông? Ông có biết cây to này của ai không? Chả biết, chả biết toàn là ông nào. Lại sửa cây à? Nhiều ông cũng bảo mình giọng cây cạn. Chắc là có tí gì đấy tình trạng thật, nhưng mà ra chợ nó vui quá, anh em quen biết nhau cả rất nhiều năm nay rồi. Nhiều khi ông nào mới xem thì nó lại thấy nghe nó khó chịu, nhưng mà ra đây nó vui ra. Thế à? Anh à? Cây của anh à? Ừ, em cứ báo cho anh cây này anh giao lưu là 15 củ nhá. 15 củ, đọc số luôn. Đấy, 0978 0978 33 38 29 15 triệu 15 triệu. Ok, nhỉ. Đây hôm nay là bám đá thành phẩm này, chơi nhá. Rồi đấy, hay đấy. Quay chi tiết không anh nhá? Có rồi, vừa đấy là cây đấy quay mấy phút rồi, nghe đá hết rồi nhá. Cây này là cũng ở trên chậu rồi, thời gian rồi. Con chậu rồi, bây giờ về chỉ làm cái chậu ô vam đẹp là sách đi chơi thôi, không phải làm gì cả. Okay. Đấy. Cõng hòn đá này này. Ô, anh à, có tay cái. Ôi, ui ôi, nổi nốt thế này. Đấy, đấy. Mẹ người là lắm, vãi đái rồi. Nghệ ghê nhỉ. Anh chơi sạch nhỉ. Chơi cây phải chơi cây thật già, mà chơi gái phải thật là lon tơ. Đấy, bác là kinh khủng nhất đấy. Anh ôm ở chỗ nào mà bây giờ mới thấy đấy? Anh ôm ở chỗ chúng ta. À thế à? Tuyệt vời quá. Về luôn anh. Xong chưa anh, mình vào chén nước nhỉ? Chưa anh, bây giờ bắt đầu. Cũng ngồi đấy anh, hay là trưa nay có đi đâu không? Trưa nay có đi đâu không? Vâng. Trời ơi, bí thư tỉnh ủy ở đây. Dạ, mai có xuôi kia không anh? Mai có xuôi Việt biết không? Vâng, nếu mà mai em không về quê thì em xuống. Ok anh. Tí nữa mà ấy thì còn đây thì làm trên nước. Giờ vừa mới dơ máy lên. Dạ. Đấy nhá. Chợ hôm nay đông ấy. Anh nhá. Anh Thành ngồi chơi tí. À được, ok. Dạ. Tí nữa em lượn vào đấy. Vâng, vâng. Duối. Đấy, nghệ nhân phở thìn đấy. Đấy. Cây đấy của nghệ nhân là bao nhiêu đấy? Cái này anh. Vâng. 700 thôi. 700.000 đi chào Phúc Kiến. Đang lấy chợ làm vườn luôn, làm sới làm cây luôn. Đấy, những cái chỗ này thì cây rất là rẻ, tất nhiên nó có tiền nào của đấy thôi. Đấy, của nghệ nhân Cộng Hòa Séc. Cộng Hòa Séc, cái cây hồng Hoàng Mai này bao nhiêu đấy ạ? Hồng Hoàng Mai 800. 800.000. Đấy. Cộng Hòa Séc có đọc số cho các. Đọc số 0903 0903 2988 2988 93 93. Rồi, đấy. Tên của cụ là Séc, bác nhá. Anh em cứ gọi vui Cộng Hòa Séc. Cá 900 chân trâu triệu rưỡi. Cụ về bổ về. Đấy, còn cái kia kỳ quái. Bắt đầu mát rơi rồi, đẹp rồi. Đấy. Canh trâu đây. Canh trâu bê củ đẹp. Đấy, còn cây dáng hình con hạc. Vâng. Đây mai em ngọc ạ. Đấy, cây này vừa chơi hoa vừa cho con sai rất đẹp. Nhiều hoa lắm. Có quả. Đây em lấy chừng mốt thôi. Bắt cả mà cả. Chưa lấy cả. Đấy, bắt xuống chừng lượng tiếp. Cho lên mạng luôn. Đấy. Có một cuộc bắt tay cho nó vui. Cái chân trâu dáng con hạt thì 1 triệu đồng. Đây, 1 triệu đồng. Rồi, chúc ông giao lưu thành công nhá. Ok, chân trâu. Mở hàng chứ anh Lực? Chưa mở hàng. Mỗi con bóng rồi mở hàng thì hết mất. Mở hàng đi thôi. Đấy là phải chờ các cụ. Đấy. À đây rồi, đến cây của bác. Đây, số vật vã đây rồi, không cần phải hỏi nhiều. Đúng của đấy, anh Tuấn đây, anh em cũng làm cái biển này lịch sự, đỡ phải hỏi nhiều, đỡ phải hỏi số, rất là tiện luôn. Đúng rồi. Đấy, bác thông minh đấy. À, quên cái này bao nhiêu tiền sơ bộ? Cái này 25 triệu luôn. Đấy, 25 triệu. Cái đẹp quá, dễ lên đường lắm. Còn cây này thì mọi người. Cây có 3 triệu thôi. Đấy, 3 triệu cả bể luôn. Cả bể luôn. Ba vai đấy. Đấy, bát tiền đấy. Bát tiền. Đấy. Vai. Đây, phải phi cây này. Cũng Nam Điền cả chứ. Toàn xanh Nam Điền hết. Dễ bò như cá sấu. Đấy, chú đi gần và quay. Cái nào mà có hồ coi là cho cái này là đẹp luôn. Đẹp. Cái này mà nó ngả ra cái bể cá coi. Cái này à? Dáng đúng kiểu dáng lão vọng câu cá đấy. Ok, để lách xem nào có ra đằng sau được không? Chú dịch ra đây hả? Đây, thân vệ đây. Để theo nguyên cả hai mặt. Để theo nguyên vọng. Đấy, đúng như gốc bên cá sấu. Cá sấu và rất hợp với hồ cá coi. Đó. Ông tay thì mịn. Đấy, nó hơi vướng nhưng mà cây to nên là hơi khó. Nhưng mà nó là cây hoàn thiện quá nha. Không bán đầy đủ quả phúc rất đầy rồi. Tay hậu lại còn tay rơi. Đấy, cây rất nhiều cây. Cái này thì không đến được rồi, không cả các bác hình dung đấy. Thấy kết là alo đến xem những cái to to này này. Nó là xa quá, miền Nam thì miền Trung thì bảo bác chủ có thể quay riêng một cái cây này để giao lưu. Hôm nay mát rời đấy. Vừa nãy nắng mà bây giờ mát rồi đấy. Quả phúc đẹp rồi đấy. Rất tròn trịa, rất đầy rồi. Đầy như quả phúc mà. Đấy. Cái tay hồi này đẹp. Đó. Rất ok. Đấy, cái này đứng xa phát. Đấy, đứng xa cái nhìn nó đẹp ngay đúng không? Đấy, tuyệt. Tuyệt. Tuyệt vời. Sao của anh không nhận được các cái chương trình mà chúng quay lên? Anh có theo dõi kênh đâu? Kênh bây giờ vào kênh nào để theo dõi? Anh cũng mở YouTube lên, YouTube đây. Anh mở vào YouTube đây. Làm có qua nhài này cực kỳ luôn. Cái chuối hết bao nhiêu chú? Chuối này á? Tuấn á. Ok. Đây. Ok, tí cháu quay lại nữa. Đấy, đã đăng ký đâu. Tí cháu quay lại. Với lại cái này nữa. Cái này đâu rồi, nó vừa đây. Tí cháu quay lại. Cúp nhài này. Có tay rồi. Cúp nhài này quá đẹp luôn. À đây, đây. Các em này. Cái muối bao tiền? Muối bao triệu 7. Ví dụ đây. Thả nước cũng dễ, nó dân với bác đi mua đây. Quay hôm dưới mưa hôm rằm thì. Đúng rồi, nhưng bên kia nhiều hơn. Đây, cái này nhiều hơn. Đấy. Rồi thôi được rồi, chụp quay kia nhá. Các bác đồng người mới riêng tư tí. Đẹp. À, cây của anh Công à? 1 triệu à? Cái đấy 1 triệu à? Cái duối nghệ nghệ rừng duối đẹp đấy. Cây si đây em ạ. À. Vâng, cây của ông Hưởng đấy. Ông Hưởng. Đến từ quê hương gì nhỉ? Vâng, cây si này. 9 triệu ạ. 9 triệu. Rồi, 9 triệu. Cái chậu đẹp quá nhỉ? Vâng. Cây thì khỏi vàng nhưng chậu đẹp. Chân chiếc. Rất chắc chắn dày dặn. 9 triệu. Đấy. Đây này thiếu chú Hải Đại Tá thích nhỉ? Biết đã biết chưa? Hải Đại Tá đang nghe Hải chưa được xem. Không phải số này. Cái cây này thì bao nhiêu không? Cây 5,5 triệu ạ. À? Ôi, hay quá nhỉ. Đậu tàu cũ đẹp rồi. Quá hay. Còn cây này bao nhiêu không? Cây 9 triệu ạ. À? 9 triệu. Đều số 9 hết. Hôm nay đều kiểu kiểu. Đây là đẹp trời, đẹp cả số đấy. Tất cả đều có chỗ đẹp rồi. Có con nhỏ để lên cho sướng này. À, cháu cứ đi lên được. Chiều đây. Đây là đây. Còn cây này thì bao nhiêu ạ? 187. 6 triệu rồi. 6 triệu. Đấy. Sanh Nam Điền. Hàng mini chung, gốc bồ ngọn chỉ. Đấy, rất nở, gốc rất bệ, rất nở. Đấy. Tân ơi. Tân. Tân ơi. Rồi rồi. Đấy, báo như thế là tức nó ra được chứ em. Vâng, lúc nào có phim nổi lên là nó báo bác. Hoặc là bình thường bác cứ vào đấy bác xem được. Ok. Rồi. Qua quầy của 50 rồi. Đây của Lê Minh Tuấn. Có gì mới không anh? Đã mở hàng chưa anh? Bắt đầu mắt trời là mở hàng đấy. Hiếu này không đi ạ. Rồi ok các bác đi. Nóng quá thì giải lao tí xem còn cái đoạn nào để quay nốt. Đấy, quay cho cái đấy đây bán cái gai vàng tiếp đi. À đấy. Bán được rồi ạ. Hay quá. Bán đi đâu đi không? Bán về trôi đây. Bán về ngay trôi. Tốt quá. Thế còn cây này thì bao nhiêu? Cây này to hơn đúng không? Vâng, to hơn. Cây này sạch hơn, to hơn. Chắc chắn là phải nhiều tiền hơn rồi. Nhiều tiền hơn. Đấy. Vấn đề là về 7 triệu trở lên. 7 triệu trở lên. Đấy. Ông nào mà bác nào mà có thiện chí thì trả 90 triệu cũng được. Còn không thì cứ tốt. Đấy, còn không thì 7 triệu. 7 triệu. Thôi đến 7 triệu thôi. Đấy, công ty lại đọc số ra. 0906 0906 225 225 376 376. Đấy. Công ty là hôm nay là bỏ cuộc họp quốc hội để đi ra đây để vui chợ Tây đây. Đấy, bắt đầu. Sao ông này cứ để nó ở 9 thế này? Hai chú cháu làm được 5 ngày nữa ra được ra đâu. Đấy. Ôi, xin ông quốc hồn quốc quý này. Cái khói Việt Nam nó thơm. Và chú cháu bắt nhau cả cho nó. Đấy, cháu gửi ông tới con lửa. Cứ ăn điều thuốc là tỉnh người. Rồi, chúc ông giao lưu thành công. À, tí nữa rang mặt trước cái. Đó. Cây này rất liên lạc, rất sạch nhé. Cho đến chậu thì khác ngay. Bây giờ còn đang ngai vàng còn đang ngầm. Dạ, ngai vàng còn đang ngầm luôn với cỏ. Úi giời, để sang mặt trước của ông cái nào. Chui giúp đấy, đi chui giúp này. Cái đề của ông bao nhiêu đấy? Cái đề 6 triệu. Cái đỏ đấy ta đấy. Nên làm dáng lên đi đẹp lắm. Cái đề đẹp không ạ? Cái đề đẹp mà đề đỏ đấy. Đề ta đề đỏ đấy. Đề nhà Phật đấy. Đẹp lắm. Quá đẹp. Si. Đấy, hôm nay nhiều cái đẹp, cái khúc này nhiều tiền không? Đấy, rồi. Ra đây uống nước. Cái sung này bao tiền? Cái sung 1,5 triệu. Đấy, đẹp đấy. Tay rơi nữa. Sung có tay rơi. Sung này là dòng có quả đấy. Ok, đẹp đấy. Cái này cũng được. Tụi cháu đi vòng đó.